chào tất cả mọi người. Tôi là Đoàn Đức Lập, xin đại diện cho nhãn hàng Tôn Giác. Hôm nay tôi đảm nhận vai trò là người dẫn đường để dẫn đoàn xe của chúng ta sẽ đến một ngôi nhà có hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình đi nào. Chân hỏi về nhà chị Hiên không ạ? Dạ, đây. Dạ, chào chị. Dạ. Chào cả con. Dạ, em mời em ngồi. Em xin cảm ơn chị. Mời chị ngồi ạ. Gia đình chị là có bao nhiêu thành viên ạ? Dạ, gia đình em có ba nuôi với đứa con nhỏ. Cháu lớn năm nay được bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, cháu lớn năm nay học trường cao đẳng năm nhất trong Đà Nẵng. Bà nội năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 81 tuổi. Xin phép hỏi chị là ông xã đang ở đâu ạ? Dạ, trong em nhỏ đi làm mà đi từ năm 2014 đến giờ. Giờ mất tích luôn? Dạ. Mất liên lạc luôn? Dạ. Khi trong tôi đi làm, ba đứa con đã trao đời, còn một đứa con đang bị 6 tháng. Giờ cháu được hơn 6 tuổi đó, không được được. Nhà tôi năm 2012 là thì mỗi ăn với sụp mỗi bơi tôi đi thôi đi vái đi sau đó với tôi lên dân đứng ra cả tôi mặc lờ đến hơn 28 triệu thì khó tiền nó mất rồi nhà tôi làm cấp bốn người làm thêm thú chứ có phần kép để mấy cái man nhẹ lại được ba cháu nhìn thấy tôi. Dạ, ở nhà hàng ngày thì con cũng chăm em với lại phụ mẹ một số việc nhà. Nếu khiến con tự hào là cái thành tích mà được giải nhất toàn huyện môn văn vào năm lớp 7. Hiện tại thì con đang ôn luyện để vào thi bổng tín và môn giáo dục công dân. Ước mơ sau này của con là được làm một luật sư. Những ngày được nghỉ thì cũng đi làm đồng phụ mẹ. Tôi cũng rất là lên nhưng mà có mẹ làm cũng thì cũng thấy ấm áp hơn. Mẹ thì cũng làm nhiều việc cũng không ổn định, ví dụ như là đi lau nhà cho họ, rửa bát. Thì đôi lúc xin họ lại lắm, sáng mai lại đi xin nhà hàng làm đó. Đi làm về con mà gọi mì tôm á, gọi cháu là ra ngớt một nắng rau khoái, vô nấu mà ăn. Bơ nấu xong thì mẹ đứa nói, mẹ ơi ăn, thì nói là con ăn đi. Mẹ ăn nên cho là ăn nổ đó. Mà thật sự mình ăn đó. Nói ra đây cho cả con yên tâm ăn. Trước mặt con mẹ, khi nào mẹ cũng mềm mẹ đi, vừa làm mẹ vừa làm bố. Cho con nó phương tính nó đi học. Con rất nhớ bố và muốn bố về để gia đình đoàn tụ được như trước. Con nhớ bố nhiều. Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn cho để chờ bố chờ đợi bố về. Cuộc đời mình sẽ đẹp lẽ đấy. Cố gắng nuôi các cháu. Con sẽ không bao giờ chịu thua số phận.